hôm nay cơm chay, người ta đãi cơm chay miễn phí luôn nè quý vị ơi. Người ta vào ăn cũng rất là nhiều luôn nè cả nhà. Ở phía trước là tòa thánh Tây Ninh rồi đó quý vị, ông bà cô chú bác ơi. Hôm nay là có lễ hội hội yến Dư Trì Cung nha quý vị. Rất là đông luôn. Ở hai bên đường người ta phát đồ ăn nước uống. Ở một xã sao chị kia sắp vô nhà rồi. Phát đồ ăn nước uống đông lắm quý vị ơi. Đông lắm nha quý vị. Quý vị đi bên đường là hôm nay đi vào ăn uống đông lắm. Nước cơm đồ gì miễn phí đóng đóng luôn cả nhà. Đó. Ai ăn cơm chay thì vào lấy cơm. Nước bữa nay rất là đông luôn cả nhà ơi. Bữa nay là người ta phát đồ ăn nước uống rất là đông luôn. Tại thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, phía trước là tòa thánh đó quý vị. Hôm nay hội yến Dư Trì Cung nha quý vị cả nhà ơi. Cả nhà quý vị ơi. Hai hộp, có bé này hai hộp. Cầm cái này trước nghe, cô chờ xíu. Vào ăn uống thôi quý vị ơi. Rồi cho tôi mua dĩa phụ đi. Chúc cả nhà vui vẻ nha. Cô ơi, ăn cơm vào là dùng cơm nha cô. Vào dùng cơm rồi đi. Quá chừng lời nào quý vị à. Đông vui lắm. Ở bên trong này là đồ hàng bông nè quý vị. Rau, rồi cải. Dạ. Rất là đông vui luôn cả nhà. Mời quý vị dùng nha, dùng cơm nha. Còn ở bên đây là cháo không đồng nè quý vị ơi. Dạ, cháo không đồng nè. Sáng 14 âm lịch đến 15 âm lịch nha quý vị. Trong 2 ngày người ta đãi ăn uống dữ lắm á. Dạ, người ta đãi rất là đông luôn. Dạ. Mời quý vị vô dùng cháo nha cả nhà. Hôm nay em gì? Dạ, đây là cái cổng vô tòa thánh Tây Ninh nha quý vị ơi. Phía bên ngoài nè. Phía bên ngoài người ta cắt sạp đãi ăn uống nè. Dạ chào chú. Đó. Sạp sạp luôn cả nhà ơi. Nước cam nè quý vị ơi. Nước cam đi. Dạ. Ở nước cam đi cả nhà ơi. Mời quý vị dùng nước cam nha. Rất là đông luôn cả nhà ơi. Bữa nay người ta đi cái lễ hội nè cả nhà. Đi lễ hội đông lắm. Bên đây người ta bán đồ nè. Đồ áo của đồng đội. Ừ.
Ở đây người ta đãi cơm nữa nè cả nhà, đãi đồ ăn nước uống kìa. Ta đãi cơm ăn nè. Dạ cơm. Dạ. Đãi cơm quá chừng. Người ta đi đoàn xe nè. Đoàn xe đóng đóng luôn cả nhà ơi. Quá chừng xe bữa nay. Bữa nay người ta đổ về Tây Ninh dữ lắm. Người ta dự lễ hội Yến Duy Diêu Trì Cung á. Quá trời xe luôn. Đông lắm cả nhà ơi, cả nhà chia sẻ đi. Hôm nay lễ hội Hội Yến Diêu Trì Cung ở trong Tòa Thánh Tây Ninh. Quá chừng đông mà. Xe quá chừng đông rồi cả nhà ơi. Con Út kính mời quý vị đi nha. Đang tiến về trong tòa thánh đó quý vị. Con Út đang tiến về trong tòa thánh. Quý vị xem qua màn ảnh nhỏ, con Út kính chúc cho toàn thể quý vị nhiều bình an, nhiều sức khỏe, an khang thịnh vượng. Bên đây người ta đãi nè. Bên đây người ta đãi nước ngoài đường này để con Út qua lộ nha quý vị. Coi xe không à. Để con Út qua lộ nha cả nhà. Ở đây xe dữ lắm. Nè mấy cô mấy bà đãi nè. Ôi. Mấy cô mấy bà đãi nè, vui lắm nè cả nhà ơi. Dạ. Gì đây, gì đây. Dạ, con Lan. Học é rồi cháu ơi. Học é rồi gì á. Ôi nè, quả chừng rồi, lấy nước uống đi quý ông bà ơi, vui lắm nè. Trời ơi. Đi ngoài đường là đưa nước uống nha. Dạ. Đi ngoài đường là đưa nước thôi quý vị ơi. Dạ, cơm miễn phí, nước miễn phí. Đông vui lắm quý vị ơi. Trời ơi. Dạ. Đi về Tây Ninh dự lễ hội nha quý vị. Nằm nè quý vị ơi, chảy ra nằm luôn. Dạ, tòa thánh Long Hoa quý vị ơi. Dạ, đông vui lắm. À. Dạ. Trời ơi. Trời ơi vui quá. Xin mời quý vị uống nha. Dạ. Nè quý vị ơi, cái này là hộp é nè quý vị, mấy cô đang vô nước hộp é bọc đó. Rồi phát cái cả nhà bởi vậy. Đó. Dạ. 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 Dạ